Hai bạn, hôm nay là ngày 14 các bạn, 14 tháng 10. Cá mình vẫn còn đẻ tiếp tục nha các bạn. Con cá này mình thấy một năm nó đẻ 3 lần ha. Thì thường thường là cá đó họ nói đẻ một năm có lần thôi, nhưng mình đã được một năm đẻ 3 lần. Buổi sáng mình dậy á, thì hôm qua mình mới bỏ cái đất cái hồ này ngày hôm qua thôi. Thì mình set up luôn ngày cái hồ này ngày hôm qua, thì sáng nay nó đẻ rồi. Thì sáng đây mình thấy là cái bọt nước rất là nhiều dơ. Khi một con cá nó đẻ mình thấy dơ, cái bọt nước cái đất nó dơ nó đục. Thì mình bỏ hai con cái một con đực, thì sáng nay nó bắt đầu nó quậy, bắt đầu nó đẻ từ 3 giờ sáng nó bằng thấy dính, để nó dễ dí, nó ép một con cái, thì hai con đỡ hai một hai con đỏ và một con vàng ha. Thì sáng nay là nó đang ép đó. Nó dí, nó ép con cái bằng nha, đó là con cái đó, hai con đực nè. Thì đẻ nước rất là vàng, nước rất là nước rất là dơ mà tanh nha, mùi rất là hôi. Thì những cái trứng nó nằm dưới đây bạn, thì lát nữa mình sẽ lấy coi cái trứng nó thế nào nha. Thì con cá này nó đẻ từ tối hôm qua nha, mình mới bỏ hồi tối thôi, mới bỏ sáng hôm qua thôi. Tối hôm qua thì tối một đêm nó đẻ rồi nha. Thì trứng nó bắt đầu nằm lại ra liên tiếp như thế này nha. Thì lát mình mở coi ha. Từ nào hôm nay là tháng 10 mà 14 tháng 10 là gần là mình vẫn còn đẻ nha. Thì con cá nó đẻ quanh năm bạn, thì khi cái môi trường mà tốt á thì nó đẻ quanh năm. Rồi thì con cá này cá của chấp nhiên khôi thì mình đã nuôi được từ nhỏ lớn, thì mình cho đẻ quanh năm ha. Khi mà nó đẻ bằng nó sao cái mùi nó rất là tanh, cái bọt nó tanh ha. Thì thường thường mình đẻ hai cái một đực, hai con cái một con đực nha. Thì nó đẻ thì nó làm nước rất đục, còn kia đục rất là dơ. Thì nó dí con cái, dí con cái thì nó làm cho nước rất là đục ha. Rồi để lát mình sẽ mở bằng coi con cái nó đẻ thế nào, rồi cái trứng nó thế nào. Rồi mình sẽ là bắt đầu là mình giờ nó vẫn còn đẻ thôi, giờ mới còn đẻ thì mình chưa có lấy ra, xíu nữa mình xem ra nha bạn. Thì xíu mình xách ra mình coi con cá nó thế nào nha. Thì nó đẻ thì nó quậy dữ lắm, nó quậy nước rất là đục mà rất là tanh nha. Cái giờ bạn lại thì là chúng gần 8 giờ sáng rồi, giờ nó mình chuẩn bị mình đưa cá qua bên kia nha. Thì mấy cá nó đẻ hoàn thành xong hôm nay, thì mình hôm qua mình đã set up nguyên cái hồ đó bạn biết không. Thì 3 giờ sáng nó đẻ rồi, giờ bắt đầu nước rất là bọt, thì mình lấy những con cá này ra mình bỏ qua bên kia ha. Thì con cá thì một cái này là cá đực nè, đó 3 đực một cái ha. Giờ mình vớt ra mình bỏ qua bên kia cho anh nghỉ. Rồi chuẩn bị mình vớt cái trứng đây bọn coi nha. Trứng với hơi là những cái gì trong hồ cá nó có những cái gì dơ đó. Thì mình qua dòng thấy thì nó rất là dơ. Khi nó đẻ ra rất là dơ nha các bạn. Mình vớt ra nha. Đây con, đó, một chú đó. Chú này nè, chú này chú đực bạn. Chú này chú đực ha. Chú này là rất là đậm, da rất là đậm ha. Red rồi màu đen, màu trắng, 3 màu. Thì chú này quậy dữ lắm nha các bạn. Chú nó hoài dữ lắm, mình cho chú qua hồi hồ nghỉ đi nha. Chú này chú hoài dữ lắm, mình cho đây đi, chú nghỉ ngơi đi đó. Xong rồi đó, rồi mình cho hai chú kia qua luôn. Là mình chú kia thì cũng mệt mỏi rồi, tao xin để ở từ tối giờ, từ sáng giờ cũng 3-4 tiếng rồi, chú cũng mệt rồi nha. Còn nếu mà không vớt ra nó ăn trứng hết nha bạn, một xíu nó ăn sập luôn các bạn ha. Đó mình tranh thủ mình vớt ra, mình vớt chú cái ra đi. Để chú cái chú nằm đây. Chú này một năm chú đẻ 2-3 lần nha bạn, chú đẻ lần thứ 3 đó bạn. Chú đẻ hồi tháng 2 rồi có tháng 5 chú đẻ, rồi nay tháng 10 chú đẻ tiếp đó, hai chú vô luôn. Hồi tháng 5 mà chú đẻ ha, từ tháng 5 cho chú đẻ rồi cái đến tháng nay tháng 10 ngày 14 chú đẻ tiếp tục nữa nha. Cái chú này nè. Là chú vàng nè, chú vàng là chú đỏ nè, chú đực. Chú đỏ chú đực. Đó, chú này chú đỏ là đầu đẻo, đầu đỏ đó là đực, còn chú này chú vàng là chú đẻ 3 lần một năm. Nặng quá. Hai chú này không cần mười mấy phao á, 15 17 phao bưng nặng trịch luôn mà thấy không? Rồi vô đây đi. Rồi xuống nó nghỉ đi ha. Rồi xong, ba chú nhiệm vụ xong cái nhiệm vụ qua nay rồi. Giờ mình chuẩn bị mình cho những cái trứng nó vô cái những cái lô nhỏ này, mình cho qua cái phần nhỏ này mình nuôi nha. Đây là cái hồ nhỏ để riêng để mình đổ trứng vô những cái miếng xanh xanh này là cái trứng dính trong này nè. Đó mà lấy miếng xanh xanh mình coi. Đây chưa? Mình lấy hết trong cái trứng nó rất là nhiều. Cái trứng nó nằm trong sát trong luôn đó. Trứng nhỏ 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 li ti nè. Thấy trứng không? Trứng rất là nhiều nha, trứng nó nhỏ xíu nè, mình thấy chưa? Đó, nó bám nè, bám trên cái gồng cước á, gồng cước là trứng, rồi trứng nó nằm dưới nữa nha. Giờ mình bỏ qua đây hết,
Đó, mình ngâm ở đây thì chừng cỡ 1 2 ngày sau, sau 2 ngày, có thể 2 ngày rưỡi nó sẽ để nha. Đây trứng mình thấy chưa, trứng nó nằm la liệt trong hết, nó dính 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 đầy trong luôn ha, chút 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 đầy thôi. Cái đó, cái trứng là nó sau mấy ngày sau nó mới nở nha, nó nở đều hết, mình bỏ đi luôn. Nó trứng rất là nhiều, chứ một cái cọng tướng này, một cái chùm tướng này trứng đầy, bạn biết không? Rồi cái phần này nữa mình lấy mình bỏ qua anh kia hết. Đó, cái trứng này là anh đẻ ngày hôm qua, tối ngày hôm qua, thì hôm nay là nó tháng cá khôi á, nó đẻ quanh năm nhân bạn chứ không đơn giản đâu. Mà thấy trứng nó nằm nè, nó trứng thấy chưa, nó trứng nằm nằm dọc 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 dưới này hết, nhiều, rất là nhiều trứng đó, mà coi đó không, trứng rất là nhiều, đầy trứng luôn á. Một con cá khôi đẻ nhiều trứng lắm, nếu mà bạn nuôi được mà sống hết á là rất là nhiều con nha. Nó cả ngày một năm 600.000 con, nếu mà con khôi mà chừng cỡ 10 chừng 3 năm 4 năm nha, thì nó rất là nhiều trứng, nó đẻ rất là nhiều trứng. Do đó mình phải tán giữ, mình chia ra những cái bộ phận nhỏ này, mình chia thành cái nhỏ nhỏ này để mình tân phân tán ra, chứ không có dồn vô một chỗ được đó. Về con cá mẹ mà nếu mà đẻ, thông thường đẻ này bà không lấy ra đó thì nó ăn sạch trứng luôn nha bạn, làm đêm một đêm mà sạch trứng đó. Do đó mình phân tổ, mình lấy ra mình bỏ qua để cái phần khác, chứ mà nếu mà để mà nó nhỏ một qua đêm á, mình tới trưa bọn chớ không kịp á là ăn hết nè. Trứng mình thấy chưa, đó đâu đâu ít đâu, trứng nằm này la liệt luôn này, nằm đầy trong này hết. Do đó mình phải lấy ra, mình chia ra phân, mình phân 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 tán ra những cái này hết đó. Mình phân tán vào đây cũng có dần lọc trong e đàng hoàng nha, thì mình có chó e có lọc, tất cả những cái này lọc hết, mà lọc rồi để chứ mình không lọc cái nước nó sẽ bị thối nha các bạn. Do đó cái quan trọng lắm, cái núi đó, cái nước rất là hôi, nước này nó hôi lắm, cái mùi nó tanh á. Mà khi mà còn cái đực á, nó đẻ ra cái đực ngộ, cái đực á, nó đẻ ra cái mùi nó hôi lắm bạn biết không, cái mùi nó nồng lắm, cái mùi trứng đó, nó nồng lắm nha. Do đó cái mình phải tách ra rời hết để chia ra cho này đó, chia đều hết mình ngâm trong này luôn. Thì mình đi buồn buồn quá nuôi cá khô cho vui, thì sáng sáng dậy cũng đã nhìn nhìn chút xíu bạn biết không. Thì mình nay là tháng 10 rồi, ngày 14 tháng 10 là ngày hôm nay là ngày thứ hai, thì mình mới bỏ ngày hôm qua thôi, thì mình cho đỡ hôm qua thôi mình đẻ. Thì những con cá khô nào đẻ mình biết liền à, mình biết con cá khô nào đẻ mình lấy ra là bảo đảm nó đẻ thôi. Thì cá mình nuôi là đẻ quanh năm chứ không phải là tháng vào mùa tháng tháng 5 tháng 6 đẻ các bạn. Nếu mà cái môi trường tốt, ăn tốt, có nó bồi dưỡng là nó đẻ hoài à. Tháng này mà với nhiệt độ nó từ trên trên 65 độ, từ 70 độ F thì 80 độ F trở lên thì bạn mới mới cho nó mới được nó đẻ, còn lạnh quá nó không có đẻ nha. Đó, trứng trứng nồng trứng trứng đầy luôn, mình tham chứ đâu ý đâu, cái nào cũng có trứng hết đó, trứng nè đó, cái nào trứng nằm đầy xuống luôn á. Rồi lát mình sẽ rút cái nước ra mình bỏ, mình mới thấy trứng còn nhiều hơn nữa đó nha. Rồi mình qua đây mình cho đây hết đó, lấy vui không bạn, sáng dậy cũng có việc làm linh tinh rồi. Mình làm chừng cái 9 giờ sáng là mình 10 giờ sáng đi làm tiếp, mình đi làm thêm cái giống ngoại thứ hai nữa. Thì buổi sáng mình lo mấy con cá này để xong rồi đó, rồi mình còn đi làm nhiều việc làm lắm nha, chứ không có ngồi nhà ngày coi cá hoài, cá này để thôi. Thì 3 ngày sau nữa bắt đầu nó đẻ mình thấy cái thế nào đó. Nói chung chứ mấy con cá thì mình rất là thích, mình nuôi cá khôi mình mê đam mê lắm, mà mình làm đủ nghề hết nè bà trứng à, mà thấy không, cái nào cũng trứng, nó nằm từ trên dưới trứng như kiến mà thấy chưa. Rồi trứng 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 đó, anh quay lọ thì gần được thấy nha, là nó hơi tối mà không thấy ha, đó mà thấy trứng không, cái màu đen 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 á là trứng đó, trứng trứng nằm từ trên hết, cái nào cũng trứng hết. Bây giờ mình đâu mình hút cái nước này ra mình bỏ nha, mình cho đây luôn cho đi, cho đây nó nằm đây đó, mình cho nằm đều hết, mình chia đều cho mấy em, mỗi em đều hết cho luôn. Rồi mình sẽ dớt hút cái nước ra mình bỏ, rồi sau đó mình tiếp tục mình cho oxygen xuống nó thở nha. Thì cái này là mình để riêng ra cho nó ngâm cho nước nè, cái trứng mình thấy chưa, trứng mình cho ngâm xuống, đừng có để nó hở lên trên là nó chết á, nếu mà nó hở nước như không có trúng nước cho ra nó sẽ ngậm tội hết nha. Mình cho nó nằm dưới mặt nước, mình đè xuống nước luôn, thì lúc đó nó nhẹ nó ngóc lên á. Bạn biết không, mình thích đi cước á, cước này bạn biết sao, nó không có dơ, nó rất là dơ, mình để nó cước mà để trứng nó bám vô đó, thì mình thích cái loại cước này nè, mình đẻ mình rất là thích nha, nó rất là sạch sẽ, nó không có dơ cho bạn biết không. Ok, giờ mình đâu mình hút cái nước kia ra, mình hút cái nước kia ra để mình bỏ nước mới vô cái hồ cái lò bự nè nha. Rồi mình sẽ tiếp tục để mình đẻ thế nào nha các bạn.